mày lên văn phòng anh nhờ tí nhá. Có việc gì đấy ạ? Cứ lên đây anh nhờ tí. Em vào đây anh nhờ tí. Anh Trông gọi em à? Ừ, em ơi. Dạ. Anh xong rồi, em lưu ý mấy cái điểm ở mấy cái phòng này. Anh vâng. Xong rồi chiều thống kê xong lại cho anh cho báo cáo lại cho anh nhé. Dạ vâng. Còn của nhà này nữa. Nhà này bây giờ nó lại yêu cầu là hoàn thiện nước cho nó trong năm nay. Thì bắt buộc phải xong trước năm nay cho nó. Không vâng. Mình vượt quá cái hợp đồng của nó ấy. Vâng, cái chiều vâng. Em có điện thúc giục anh em ở họ làm thì nó khẩn trương đi. Vâng, buổi chiều em sẽ gọi là anh em ạ. Thế còn cả cái nhà của anh Hưng đấy, anh Hưng ở dưới thị trấn đấy. Dạ vâng. Cái nhà của anh này này cũng đang yêu cầu là xong trước Tết. Vâng, để chiều em sẽ gọi thúc giục anh em để cố gắng hoàn thiện sớm. Rồi, cái đấy thì em của anh rồi nhá. Vâng. Không, em chiều cố gắng thống kê xong rồi báo cáo lại hết cho anh toàn bộ cái hai nhà này nhé, xong rồi xem vật tư nó của nó là hết bao nhiêu, xì gạch, xi măng, cát sỏi, xong rồi xem hết tổng bao nhiêu chi phí. Xong để anh còn báo lại với cả bên trên xong để mình nhận được tiền đấy. Công việc thế thôi, em cứ về phòng làm việc của em đi. Em về nhà em chào anh tí nhé. Chắc mình xuống xuống xem tí xem như nào.
mở con tim buồn vỡ. Anh em xem nhanh quá nhỉ. Vâng, chào sếp nhá. Chắc là Tết kịp ra và giao công trình cho chủ nhà ấy nhỉ. Vâng ạ sếp. Vài hôm nữa là đổ máy đấy. Cố gắng nhá. Hay hạ bắt tay ạ. Hay hạ. Đó. Đấy là mình. Xem qua công trình rồi. Bọn này. Cao 2m50 à? Cao 3m8. Theo 2m50 à? Ừ. 2m50 xếp ạ. Bây giờ anh lo hộ hộ tôi cái mấy cái cửa buồng rồi đấy. Đúng không? Cao bao nhiêu đồng chí này? 2m3. Cao 2m3. Xếp đi vào, xếp. Cái chiều rộng của cái cửa này bao nhiêu nhỉ? 9 mét. Cái chiều rộng cửa sổ này bao nhiêu nhỉ đồng chí ơi? 1m1 này. Ừ. Lúc hoàn thiện là 1m là vừa. Rồi. Chiều cao đây là 1m75 đúng không? 1m45. Ok ok. Anh em cứ cố gắng từ giờ Tết là xong đấy. Ừ. Các anh cứ giải ngân cho em sớm tí. Tiền thì cứ từ từ đã, bây giờ trên từ cấp trên nó rót xuống á. Nó đã họp rồi. Hay là đem ra ngoài đi. À, thì đéo có bữa mà làm đi. Bữa có rồi đấy. Có rồi. Số có. Em phải bắt cho này đi. Lâm. Đây đồng chí đã xây cái cửa này nhỉ. Thì vụt mất 3 phân rồi nhá. Anh xây đúng không? Cái này anh phải xây ấy lại cho tôi nhá. Chín 87 phân à? 87 phân. Thank you.
Đồng chí ơi, gạch đây mình nhập ở đâu có phải hơi non nhỉ? Gạch này xịn lắm sếp ạ. Nhưng mà nhìn có vẻ hơi non nhỉ? Không non đâu, nhìn thế thôi. Xịn đấy, non, em thử xem. Cẩm Khê đấy, quá giòn đấy. Như hũ luôn sếp. Tôi cứ cố gắng nhập cái gạch thật tốt vào cho chủ nhà nhá. Lần sau đi lấy tốt hơn. Cái cát này của nhà phân phối nào sao bẩn thế nhỉ đồng chí ơi? Làm này mất điện rồi. Thế bên thợ điện nó không báo gì ạ? Thôi anh em cứ cố gắng thôi, không có tí nữa trộm tay thôi. Đấy, cứ tình hình này có khi cứ như này bắt được suốt như này, có khi lại cần không kịp giả ra công trình trước Tết đấy, không kịp tiến độ ấy. Hôm nay công nhân phải nghỉ sớm này. Thank you.
ăn được chút thịt của nó. Ăn nhá. Con no chưa? Con ăn bánh mì no chưa? Nhá. Ừ. Nãy lúc này ăn bánh mì thừa quá con một tí. Đấy. Hôm nay nhà mẹ con mình có chân đắp rồi. Đây này. Bảo quá, các em. Vẫn còn sạch. Nên mẹ con mình có chân đắp rồi nhá. Đây.